Xin chào cả nhà. Những người mà công việc hay đi lại hoặc là đứng nhiều, di chuyển nhiều thì chắc chắn là bị đau gót chân hoặc bàn chân là bệnh lý mà rất là khó tránh khỏi. Và ngày hôm nay, Ngọc Uyển xin thay mặt cho Đông Y Thanh Tuấn sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái sản phẩm hoặc là những cái biện pháp để chúng ta có thể hỗ trợ khắc phục cái tình trạng đau gót chân và bàn chân gây ra. Những cái sản phẩm được Đông Y Thanh Tuấn phát triển, nghiên cứu và được rất là nhiều khách hàng đã tin tưởng sử dụng để điều trị cái tình trạng đau gót chân và bàn chân cho mình. Sản phẩm đầu tiên mà Ngọc Uyển sẽ giới thiệu cho chúng ta đó là một cái sản phẩm hỗ trợ. Đó là sản phẩm vớ để chúng ta đeo ở cái phần gót chân, giúp bảo vệ chân cho mình. Đây là sản phẩm vớ silicone. Cái vớ này nó sẽ khi mà chúng ta mua là nó sẽ có một đôi như vậy để chúng ta dùng mang ở hai chân của mình. Và khi sử dụng thì cái sản phẩm này là sản phẩm free size, cho nên nó sẽ phù hợp cho cả nam và nữ sử dụng luôn. Khi mà thành phần của nó hoàn toàn là từ silicone, 100% là silicone, có cái độ dày và độ co giãn rất là tốt, cho nên là chúng ta mang vào nó sẽ ôm vừa vặn vào cái dưới cái phần gót chân của mình. Và tác dụng của cái vớ silicone này là nó giúp bảo vệ cái phần gót chân của chúng ta. Với cái độ dày của silicone thì nó sẽ hạn chế được những cái tác động trực tiếp từ cái phần gót chân của chúng ta xuống dưới bề mặt cứng như là mặt đất hoặc đế giày, để giúp cho chân của chúng ta hạn chế được những cái tổn thương hoặc là những cái khó chịu do cái phần bị đau ở gót chân gây ra. Ngoài ra thì trên mỗi cái bớ này nó sẽ có những cái lỗ thoáng khí này, khi giúp cho chúng ta khi mà mang vớ sẽ trong một cái thời gian dài sẽ không có bị hầm bí hoặc là gây ra tình trạng khó chịu. Thì với những người mà công việc hay đứng hoặc là đi lại nhiều thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm vớ silicone này để bảo vệ cái phần gót cho mình, để ngăn ngừa cái tình trạng đau gót chân. Và với những người mà đã bị đau gót chân rồi do bị viêm gân gót hoặc bị gai gót gây ra thì chúng ta sẽ mua cái sản phẩm vớ silicone này để sử dụng, để hạn chế cái tình trạng bệnh lý của chúng ta sẽ nặng hơn, cũng như giúp cho chân của chúng ta khi di chuyển nó sẽ dễ chịu hơn. Sản phẩm thứ hai mà Ngọc Uyển sẽ giới thiệu cho chúng ta đó là kem bôi xoa bóp. Thì cái sản phẩm này do Thanh Tuấn nghiên cứu và bào chế trực tiếp luôn. Thì cái sản phẩm này thành phần của nó là từ quế, hạt gấc và những cái dược thảo khác. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ bôi vào cái khu vực bị đau và chúng ta xoa bóp massage lên, thì nó sẽ giúp tăng cường cái sự lưu thông của khí huyết, giúp cho những cái gân cơ của chúng ta nó hoạt động dẻo dai hơn, giúp giảm đau hiệu quả hơn. Và cái sản phẩm này không chỉ sử dụng để xoa bóp ở cái khu vực gót chân, mà tất cả những cái vùng đau trên cơ thể của mình như phần lưng, vai, gáy thì chúng ta đều có thể sử dụng cái sản phẩm kem xoa bóp này. Và thành phần của nó là từ thảo dược tự nhiên, cho nên nó rất là an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý, đây là một dạng kem bôi xoa bóp bên ngoài, cho nên chúng ta hạn chế, không nên bôi trực tiếp vào những cái khu vực mà vùng da đang bị có cái vết thương hở. Ngoài cái mang vớ và sử dụng cái kem xoa bóp này thì một sản phẩm mà ngày hôm nay Ngọc Uyển muốn giới thiệu nữa cho chúng ta đó là sản phẩm viên uống thanh chân thống. Chúng ta sử dụng vớ hoặc là kem xoa bóp là để chúng ta hỗ trợ bên ngoài. Còn đối với viên uống thanh chân thống thì chúng ta sẽ uống để điều trị cái tình trạng bên trong. Bởi vì đau gót chân là do khí huyết của chúng ta ở phần gót chân không được lưu thông tốt, do gan, những cái gân hoặc cơ ở khu vực gót chân của chúng ta bị tổn thương nên nó gây ra cái tình trạng đau nhất. Thì với viên uống thanh chân thống này nó sẽ giúp bồi bổ khí huyết cho mình, giúp khí huyết được lưu thông tốt hơn, cũng như là giúp nuôi dưỡng gân cơ, cho nên từ đó sẽ có cái tác dụng giảm đau hoặc là giảm sưng viêm rất là hiệu quả. Và thành phần của thanh chân thống là từ các vị thảo dược, cho nên là khi mà sử dụng nó sẽ mang cái tính an toàn hơn rất là nhiều cho chúng ta so với việc mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm kháng sinh mang cái tính giảm đau. Tuy nhiên thì thuốc đông y nó đòi hỏi phải có một cái thời gian điều trị lâu dài. Bởi vì nó ngoài cái tác dụng điều trị, nó còn giúp bồi bổ khí huyết, giúp nuôi dưỡng gân xương cơ của mình. Cho nên là khi điều trị thì cần phải ít nhất vài tháng thì chúng ta mới có thể cải thiện bệnh được hoàn toàn. Thanh chân thống được sản xuất tại nhà máy Công Đức
Đây là một nhà máy đã được kiểm nghiệm chuẩn GMP, và những cái thảo dược mà được sản xuất, bào chế và sản xuất nên thanh chân thống á, thì đã được kiểm nghiệm những cái độ an toàn trước khi mà chúng ta đưa vào sản xuất. Cho nên là khi mà sử dụng thì quý vị hoàn toàn an tâm là nó rất là an toàn cho sức khỏe của mình. Trên mỗi cái lọ sản phẩm á, chúng ta cũng sẽ thấy nó sẽ có cái số đăng ký của Bộ Y tế nữa. Cho nên là khi mà sử dụng thì quý vị hoàn toàn yên tâm là nó vừa mang lại cái hiệu quả điều trị đau gót chân, bàn chân cho chúng ta, mà nó vừa an toàn cho chúng ta khi sử dụng. Sản phẩm thanh chân thống này thì hiện nay đang được rất là nhiều khách hàng của Đông Y Thanh Tuấn sử dụng và phản hồi về hiệu quả rất là tốt. Cho nên là quý vị quan tâm về sản phẩm thì hãy liên hệ với Thanh Tuấn để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về liều lượng sử dụng cũng như là tư vấn cụ thể hơn về bệnh lý của mình. Vừa rồi thì Ngọc Uyển vừa chia sẻ cho quý vị ba cái giải pháp mà chúng ta sử dụng khi mà chúng ta bị cái tình trạng đau gót chân. Đó là chúng ta có sẽ sử dụng vớ silicon để chúng ta bảo vệ phần gót chân, sử dụng kem xoa bóp để bôi ở khu vực bị đau vào mỗi buổi tối hoặc là mỗi buổi sáng, hoặc là những khi nào mà chúng ta đau nhiều thì chúng ta có thể sử dụng cái kem xoa bóp này, và kết hợp với cái sử dụng viên uống thanh chân thống để điều trị từ bên trong. Thì hy vọng với ba giải pháp này thì cái tình trạng đau gót chân, bàn chân của chúng ta sẽ cải thiện một cách nhanh chóng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video chia sẻ của Ngọc Uyển. Xin chào và hẹn gặp lại.